cho mọi người, đây là hút bụi cầm tay dùng ở trên ô tô nhé. Rất là nhỏ gọn, đặc điểm đầu tiên nó rất nhỏ gọn, thiết kế cho ô tô có để này, rất là gọn. Để trong cốp xe này, bỏ trong này hoặc là để ở đây. Đấy. Rất là gọn, hoặc là để trong này, để trong này cũng rất là dễ dàng. Và vì chân ô tô này là nó sẽ sạc được qua các cái sạc cổng USB nhé. Cái này là sạc này, khi sạc từ màu xanh nó sẽ chuyển ra màu đỏ. Đấy, bây giờ màu xanh. Thế để sử dụng thì các bạn ấn vào đây. Đó. Cái này là công tắc để hoạt động này. Bây giờ mình sẽ thử xem. Này là mở ra để vệ sinh này.